never look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Okay, xin chào mọi người nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh Vành Khuyên Đam Mê Vlog. Thì ở đằng xa xa kia là con chim mọc của mình mọi người ạ. Thì đợt tới này mình sẽ cho con chim mà đi dãi. Và trong cái quá trình đi dãi mình sẽ quay lại những cái chuyển biến của nó để cho mọi người xem là con chim nó có cái sự tiến bộ gì không nhá. Thì với cái giai đoạn này này, đặc biệt là giai đoạn ủ lực ủ lửa, thì con chim này đi dãi nó chỉ cần một cái yếu tố duy nhất thôi, đó là nó sẽ làm quen với cả cái dàn dãi anh em ạ. Thì để nó làm quen được thì chúng ta sẽ treo nó ở những cái vị trí để nó dễ thể hiện nhất. Và những cái thể hiện, những cái thái độ của nó gồm có những cái gì? Một, nếu con chim quát nhiều, ok tốt rồi. Con chim chuyện nhiều, bình tĩnh ở trên dàn, không có dấu hiệu là nhồng hay loạn xạ hay là chi phối hay phân tâm ấy, thì là tốt hơn một mức nữa. Và nếu con chim nó líu được thì là còn tốt hơn nữa cơ. Tuy nhiên thì với quan điểm của mình thì ở cái giai đoạn này mình nghĩ là con chim này nhiều lắm nó cũng chỉ có thể chuyện ở trên dàn thôi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ cho nó đi dãi ở một cái địa điểm rất là quen thuộc là chỗ tăng mật hổ. Thì ở đó thì nó có một cái hạn chế là cái xe đi lại rất là nhiều. Với con chim mộc này chắc chắn là nó sẽ mất rất nhiều thời gian để nó thích nghi được với việc đó. Cái vấn đề thứ hai nữa là vì cái không gian từ chỗ người ngồi uống cà phê cho đến cái dàn ấy thì nó rất là hẹp thôi. Cho nên là với những con chim như này nó sẽ tương đối là khó thích nghi anh em ạ. Vậy chính vì cái mục đích của mình chỉ là để cho nó làm quen với dàn dãi thôi. Cho nên là chúng ta sẽ chỉ cần cái tiêu chí đó thôi anh em nhé. Thì cái việc làm quen này rất là quan trọng anh em ạ. Thực sự là như thế. Mọi người có hay gặp phải những cái trường hợp như là những con chim ở dàn này nó chơi tốt và ở dàn khác nó chơi không tốt không? Đó chính là vì vấn đề là chúng ta không cho nó đi nhiều dàn. Thì với con chim này thì mình dự kiến đợt tới này mình sẽ dãi ở hai điểm. Một là ở chỗ dàn dãi ở chỗ Tam Mặt Hổ. Hai là ở câu lạc bộ chim Vành Khuyên Cung Xuân ở trên đường Võ Thị Sáu. Thì mọi người cùng đón xem cái hành trình của mình nhé. May ngày nghỉ mình cho con chim mộc của mình đi dãi này anh em này. Nó trong cái lồng to này anh em nhé. Nói chung là mình thấy nó ra đây nó cứ róc rách chuyện trò như này là nó cũng khá ổn rồi. Và bây giờ thì lồng chim nó cũng chưa nhiều ấy, nên là mình sẽ treo nó ở đây một chút. Chủ yếu là để cho nó thích nghi với cả cái môi trường ở đây thôi. Đây là mọi người nhìn. Đây thì xe cộ chạy cứ mầm luôn. Thật ra hôm nay là ngày nghỉ đấy, thành ra là nó vắng đấy, chứ bình thường nó đông lắm anh em ạ. Đây này anh em ơi, hôm nay mình cũng lại cho con chim mộc này đi ra một cái sân chơi khác để mình dãi nó này. Thì đấy, mình cũng chỉ treo ở những cái vị trí kiểu như này thôi. Dưới kia thì chim sẽ đông hơn và mình treo ngoài biên đây anh em ạ. Mục đích chính là để cho con chim nó thích nghi nha anh em nhé. Hôm nay mình ra đây mình thấy nó đang bị kiểu như là hơi ngập dàn đấy. Bởi vì là cái chỗ này mình cũng khá là ít khi mình đi dãi, thành ra là nó ra đây nó cũng chưa hiện thể hiện gì nhiều đâu anh em ạ. Thì đấy, con mộc nó sẽ là như thế này, nó cũng không thể đùng một cái để con chim nó chiến được luôn đâu anh em ạ. Ok, mình sẽ theo dõi nó một lúc nữa nhé. Đây là anh em này, con chim mộc của mình nhá. Thì giữa dàn này, đứng chuyện giữa dàn rồi. Thực ra thì đấy, nhiều người cứ bảo là chim lên trên dàn phải líu ấy, nhưng mà với tiêu chí của mình nó chỉ cần như này thôi anh em ạ. Chỉ cần như này là về sau nó chắc chắn nó sẽ đấu đấy. Đấy, đây là mọi người test mộc, mọi người có thể test bằng cách này thôi nhá, không cứ gì phải lên cám này. Rất là bình tĩnh. Đây nhá, giới thiệu với cả anh em nhá, chiến binh này là chiến binh siêu tốc của anh. Đây là chủ mới người ta đặt tên đấy, đây là con bút thần này anh em ạ, con chim líu 190 mỏ ở trận thường tín ấy. Công nhận nhìn đầu mặt nó bay thật sự luôn, quá đẹp so với quy định.
chim rất là khỏe, lông lá ôm rất là chặt mà người ta nuôi rất là kỹ anh em ạ. Thành ra mọi người nhìn này, đấy, con chim không béo tí nào luôn, rất là nhanh nhẹn luôn. Những cái bọn chim như này nó lên rất nhanh nhá. Thực ra là anh ấy vẫn đang nuôi cám nuôi thôi, nhưng mà nếu trong trường hợp mà anh ấy đẩy khẽ một chút cám bíu lên thì con chim này chắc chắn nó sẽ bắn mầm luôn. Quá phê, đẹp thật sự luôn. Xin chào mọi người nhé. May là một cái ngày đi dạy chim rất là thành công của mình, và mình cảm thấy rất là phấn khích, rất là hân hoan anh em ạ. Có hai cái điều, một là mọi người vừa mới xem con chim 190 mỏ đấy, gọi là con bút thần, và bây giờ chúng mới gọi là con siêu tốc. Với mình thì đúng là lâu lắm rồi mình nhìn một con chim mà trông thích như vậy, trông con chim thực sự luôn là đúng là rất tướng anh em ạ. Phải công nhận luôn là những con chim hay thì nó không đẹp, và những con chim sorry mọi người, những con chim đẹp chưa chắc là hay, nhưng mà những con chim hay chắc chắn là sẽ đẹp, phải gọi là rất là phê luôn anh em ạ. Nhìn con chim thích thật. Còn với cái con chim mộc này của mình thì hôm nay là cả một cái bước chuyển biến, mình cảm thấy rất là hài lòng. Hôm nay mình kẹp nó vào giữa dàn đấy, lúc đầu thì mình cũng treo nó ở ngoài biên thôi, nhưng sau thì mình kẹp vào giữa dàn thì nó cực kỳ bình tĩnh luôn, nó đứng chuyện phải gọi là rất là sâu, rất là róc rách trong một quãng thời gian cỡ khoảng gần 2 tiếng đồng hồ ấy. Thì mình thấy là đấy là một cái chuyển biến mà mình thấy rất là hài lòng luôn. Với cá nhân mình thì chỉ cần như thế là đủ rồi, bởi vì là con chim khi nó đã có thái độ trên dàn rồi thì trước sau gì nó cũng sẽ líu thôi. Ví dụ như con chim của mình hôm nay là nó bệt chuyện luôn, mặc dù là đứng bên cạnh những con chim khác thì mình thấy là những con chim này nó cũng khá là đầu gấu đầu mèo đấy, nó không phải là quá căng đỉnh thôi nhưng mà nó cũng líu rất là ghê. Thì mình nhận ra là nó, con chim này của mình rất là bình tĩnh và nó không bị chi phối đâu, nó không bị chi phối về việc đó. Đây là một cái bước chuyển biến mình cho rằng là rất là lớn. Thì với cái quy trình đẩy lửa của chúng ta ấy, thì con chim nó sẽ tiến bộ lên từng chút một thôi, chứ nó sẽ không thể nào đùng một cái nó thay đổi hoàn toàn đâu anh em ạ. Cá nhân mình đánh giá là việc con chim này bệt chuyện ở giữa cái dàn đôi đấy, đó là một cái bước gọi là thành công rất là lớn với mình rồi, rất là lớn đối với mình rồi anh em ạ. Đó, nuôi chim thì nó chỉ là những cái thay đổi bé bé như thế thôi anh em nhé. Ngày hôm nay là một ngày dãi cực kỳ thành công của mình rồi, mình thấy rất là happy luôn anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.